xong các bạn nhé. Thì hiện tại mình vừa sửa xong một phần một crossover model là PD363i6A. Tên giới thiệu đây là mọi người quan sát, đây là tên giới thiệu nhé. Model là PD36. Đối với sản phẩm này thì mình tiếp nhận xử lý cho một anh bạn thợ kỹ thuật sửa chữa, thì anh em cũng có nhận lại của khách mà không sửa chữa được, đã liên hệ trực tiếp với mình và gửi máy về mình để hỗ trợ nhé. Hiện tại sản phẩm đã xử lý ok với hết lượng lỗi là máy mất tiếng. Bên này sau khi sửa chữa thì sẽ khôi phục trở về cái trạng thái zin bạc, vệ sinh sạch đẹp. Về công nghệ của dòng Cross này thì mình cũng đã cập nhật đầy đủ rồi, nên là sẽ hỗ trợ khách hàng sửa chữa được với toàn bộ các cái hiện tượng lỗi có thể sinh ra trên đời code này của mình nha, bao gồm các lỗi liên quan đến phần mềm, phần cứng, sôi lổ, mất tiếng, lệch vế, treo máy, đơ máy, không linh nguồn. Mình sẽ đăng tải lên trên kênh mới của mình, đó là kênh sửa vang số. Đó, để trên các cái kênh chính mà mình đang làm việc hiện nay là kênh audio chỉ đoán đánh số, hai là kênh hòa chỉ đoán đánh số, thì trên tổng hai kênh chính đó mình đã đăng tải tới hàng nghìn video về giới thiệu sửa chữa rất là nhiều những cái dòng sản phẩm rồi, vang số và crossover, controller, FSR, cũng như là những video về chia sẻ hướng dẫn sửa chữa rất nhiều hoàn bệnh như những cái dòng sản phẩm, đặc biệt là về vang mình chuẩn bị rất nhiều video chia sẻ về sửa vang rồi nhá. Và có thể truy cập qua các kênh đó để có thể tham khảo thêm các video về giới thiệu sửa chữa, hướng dẫn sửa chữa các cái dòng sản phẩm. Mọi người đăng ký kênh có thể bấm đăng ký kênh và cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để thường xuyên theo dõi cũng như là cập nhật được sớm nhất những video mà kênh đăng tải và cập nhật lên ngày. Cảm ơn mọi người đã xem video.